Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã đến với kênh của Siwat Authentic, trao chuyện tín sống trọn đam mê, và em là Long Cham. Và hôm nay thì em đang có một cái sản phẩm rất là đặc biệt, độ mới rất là cao để anh em sử dụng và trải nghiệm. Và nếu như em thích những cái chiếc đồng hồ có cái phong cách khỏe khoắn, mạnh mẽ, năng động thì đừng bỏ qua chiếc này, tại vì nó rất là tuyệt. Và để kết nối với em, giao lưu, mua bán, trao đổi những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng và biết thêm các chi tiết và đặt những câu hỏi cho bên em thì hãy gọi cho vào số 0828 915 22 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172. Đó, và đây là một chiếc hộp đến từ thương hiệu Maurice Lacroix, một chiếc hộp mà qua sử dụng tình trạng còn rất mới anh em nhé, mới từ cái bốc vận chuyển luôn. Và bây giờ thì em sẽ mở nó ra. Chắc là anh em theo dõi kênh của em thì đã rất là quen thuộc với cả cái bốc này rồi nên em không giới thiệu nhiều về nó nữa. Đây, phía trong này chúng ta sẽ có một cái bốc nhựa khá là chắn và cao cấp đến từ Maurice Lacroix, và em sẽ mở nó ra. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái logo hình móng ngựa với chữ M cách điệu thương hiệu nhé. Đây, và em sẽ giới thiệu với anh em, đây chính là chiếc Maurice Lacroix Icon, cái phiên bản Diver rất là đẹp mà rất là nhiều anh em muốn sở hữu. Ở phía trong này thì chiếc hộp vẫn rất là tuyệt vời như thường lệ của Maurice Lacroix, có tên của thương hiệu ở đây, và có một lớp nhung mịn mịn hơn cả da người yêu cũ của anh em nhé. Đó, bây giờ thì em sẽ giới thiệu cái sản phẩm ngày hôm nay, một chiếc Maurice Lacroix Icon phiên bản Diver. Đây là một cái chiếc Diver có lẽ là đỉnh nhất trong cái tầm giá khoảng 30 triệu mà anh em có thể sở hữu. Một cái thiết kế rất là đẹp, mạnh mẽ, đi cùng với những cái option cực kỳ là chất lượng. Và bây giờ thì nó chất lượng như thế nào thì bây giờ em sẽ giới thiệu anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ có cái phối màu màu đen và bên ngoài là màu bạc như thế này. Và anh em sẽ có một cái đồng hồ có đường kính bề mặt là 43 mm. Tuy nhiên là phần lắc, tu lắc này nó khá là cụp, thế nên là em sẽ đeo chiếc này rất là dễ thôi. Anh em là cô tay khoảng 16,5 trở lên, đeo đều rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có cái option ngon đầu tiên trên cái chiếc này, đó chính là một cái niềng benzen ceramic ở đây, một cái bezel ceramic thường sẽ được trang bị trên những cái flagship cao cấp, ví dụ như là Red Submarine hay là Omega Seamaster. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng sẽ có một cái Diver đến từ Maurice Lacroix có cái trang bị cái niềng gốm ceramic này. Cái gốm ceramic này là một công nghệ mới trên đồng hồ nhé. Ngày xưa thì các cái chiếc Diver của chúng ta sẽ cái niềng này, niềng bezel này sẽ làm bằng thép và sau đó sơn lên, niềng nhôm xóa thân lên. Vì như vậy thì trong khi mà quá trình anh em sử dụng rất dễ bị xước và bị bay màu cái sơn này, nó sẽ lem nhem, cảm giác rất là khó chịu và rất là xấu. Tuy nhiên là với cái sử dụng cái niềng bezel ceramic này thì nó sẽ có một cái độ bóng rất là cao và sẽ không bao giờ bị xước cả anh em nhé, độ cứng rất là cao đó. Nếu mà va đập quá thì cùng lắm là vỡ thôi chứ không xước được, nó cũng giống như sapphire vậy. Và chúng ta sẽ có một cái bezel rất là đẹp ở đây, em sẽ chỉnh đồng hồ đến cái múi giờ đẹp để anh em xem. Và chiếc này của chúng ta sẽ được trang bị một cái núm screw down, anh em còn gọi là núm xoáy cổ chai đấy, để cho đồng hồ có mức độ chống nước rất là tốt. Và anh em thấy không, ở phía bên này chúng ta sẽ có cái phần cover cho cái núm để khi mà chúng ta lặn xuống nước va đập vào đâu thì cái núm này vẫn được bảo vệ, không bị gãy núm dẫn đến vào nước anh em nhé. Và em sẽ xoáy cái núm screw down này ra, đó, tạch một cái là chúng ta rút ra nước ngoài cùng, là chúng ta sẽ có thể chỉnh giờ cho đồng hồ. Rồi, em đã xoay đến góc 10 giờ 10. Sau đó chúng ta đóng lại và xoáy lại như ban đầu. Đó. Và đây, em sẽ giới thiệu cho anh xem kỹ hơn về dial của chiếc này. Dial ở chiếc này chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đặc trưng của các cái dòng Diver. Ví dụ như là
các cọc số hình bọt nước đó được phủ dạng quang superluminova, và các kim cũng sẽ làm cái thiết kế to bản phủ dạng quang rất là to để chúng ta có thể nhìn xem rõ giờ trong bóng tối. Đó. Chỉ vào tối một chút thôi thì dạng quang của chiếc này sẽ rất là sáng em nhé. Và điều tuyệt vời nữa là nằm trên cái thiết kế và cái độ hoàn thiện tuyệt vời của chiếc này. Kim cọc được làm thiết kế và bắt sáng rất là tốt với cái độ hoàn thiện cực kỳ cao. Anh em có thể thấy là từ những cái cọc số đến vạch số đến kim, hoàn thiện của Maurice Lacroix đều hết sức là ấn tượng. Có dòng chữ Maurice Lacroix, tên thương hiệu góc 12 giờ, ô lịch được góc 6 giờ, dòng chữ automatic 30 ATM và Swiss made ở góc 3 giờ. Rất là đẹp và đeo trên tay chúng ta cảm giác như là đang được trải nghiệm một chiếc Royal Oak phiên bản là Diver vậy. Rất là đẹp, rất là tuyệt. Và cái đeo, vòng bezel này chúng ta sẽ có thể tính cái thời gian một cách rất là thủ công. Ví dụ như là những người thợ lặn lặn xuống nước, họ sẽ để cái vòng Diver số 0 này ở kim phút. Và khi mà muốn tính toán cái giờ ở dưới nước lên để không bị ngập nước chẳng hạn, họ sẽ xem ở đây ví dụ là còn kim phút quay đến 10 giờ, 10 phút này, thì nghĩa là họ đã ở dưới nước 10 phút rồi. Và họ sẽ tính toán cái dưỡng khí để ngồi lên mặt nước. Đó, rất là tốt và rất là hữu dụng. Một chiếc diver này chống nước đến tận 300 mét thì anh em có thể thoải mái mang đi bơi, đi tắm biển, đi lặn mà không vấn đề gì cả. Bất chấp mọi độ sâu của mực nước với một cái thiết kế rất là đầm, khỏe khoắn và chắc chắn. Chất thép của Maurice Lacroix thì rất là tuyệt vời rồi. Đó. Ở phía trên chúng ta sẽ có phủ một lớp rhodium làm cho cái chất thép càng vẻ nên bóng và rất là đầm và rất là đanh, chắc chắn nữa. Anh em thì thấy là tuy là dây bằng thép nhưng là dây của Maurice Lacroix rất là lấp lánh. Đây là một chiếc sport luxury rất là điển hình trong tầm giá mà anh em có thể sở hữu. Và đây là một chiếc qua sử dụng, tuy nhiên anh em có thể thấy là tình trạng và độ mới rất là ngon, cũng không thua kém gì quá nhiều về hàng mới đâu, mà chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền với một chiếc Maurice Lacroix Diver như này. Hãng đang niêm yết với mức giá 78 triệu giá mới. Tuy nhiên là em đang giao lưu lại với các anh một chiếc đồng hồ qua sử dụng lướt, vẫn có cam kết chính hãng, bảo hành chính hãng 1 năm bên em cùng với cả 5 năm hỗ trợ bảo hành, đầy đủ hộp sổ thẻ, thì em đang giao lưu lại với mức giá là 33 triệu anh em nhé. Và ở phía sau này chúng ta sẽ có một vài thông tin khác như là Swiss made này, thép không gỉ stainless steel, mã serial number, chống nước 30 ATM tương đương với 300 m, và kính sapphire crystal. Chúng ta sẽ có một cái đáy kín ở đây làm được làm vân gợn sóng và có logo của Maurice Lacroix rất là đẹp ở đây. Với một cái chiếc diver chuyên nghiệp như này, chúng ta sẽ có một cái đáy kín. Chiếc máy này sẽ sử dụng cái bộ máy ML115 được bay trên nền máy Sita SW200 có 28.800 tần số dao động, 38 giờ tích cót, đi cùng với cả cái độ chính xác rất là tốt đến từ Maurice Lacroix. Đó. Bây giờ thì em sẽ tiến hành lên tay để anh em xem là chiếc này lên tay nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Đó, trên tay cực kỳ là khỏe khoắn, đầm và rất là men lì. Anh em sẽ thấy là cái chất thép của Maurice Lacroix trên tay cực kỳ là đổ, cực kỳ là ổn. Vừa sang trọng, vừa mạnh mẽ. Và cổ tay của em đang là 15,5. Đó, nếu mà các anh có cổ tay khoảng 16,5, 17,5, đeo chiếc này cực kỳ là đẹp. Càng to, tay càng to thì đeo sẽ càng đẹp anh em nhé. Và với một cái chiếc Best Diver trong tầm giá như thế này thì anh em đừng bỏ lỡ nó, bởi vì có những cái option và chất lượng quá ngon với giá tiền anh em bỏ ra. Nếu anh em quan tâm, hãy liên hệ ngay với em với số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ em nhé. Và những cái sản phẩm bên em ấy thì thường là chỉ có một thôi,
với cái mức giá rất là tốt. Nên em sẽ ưu tiên những anh em nào đăng ký kênh và theo dõi, bấm theo dõi em trên YouTube và nhắn tin cho em qua số Zalo 0973816172. Và hãy nhanh tay lên nhé, tại vì sản phẩm bên em chỉ có một cái sản phẩm ngon bổ rẻ như thế này thôi. Nếu các anh chậm chân là sẽ phải đợi rất lâu mới có một cái sản phẩm đẹp như này đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhấn đăng ký, bấm like để theo dõi em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.